17 tháng 2 năm 2017. Đứng cạnh mình đây là anh Duy Nông Dân, sắp trở về Việt Nam, gọi là Việt Kiều rồi đấy, cũng về Việt Nam gọi áo gấm về làng. Hôm nay anh em tôi đến đây đến trung tâm mua sắm Aeon để mua sắm một chút quà về cho người nhà của anh Duy. Mấy anh Duy hôm nay có định mua nhiều đồ nhất kể về nhà không anh Duy? Tiền đâu mua em. Đấy. Gọi là có thôi. Đúng rồi, ở Nhật Bản tuy là cũng mức sống cũng khá cao, tiền cũng được khá là nhiều, nhưng mà nói thật thì để nuôi anh em tôi ở bên này thì cũng tốn nhiều lắm rồi. Đi làm mệt vất vả lắm, về phải bồi dưỡng các thứ nữa, cho nên là cũng nói thật là cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đâu. Hôm nay vào trong Aeon này, gọi là vào tham quan đấy, lại mua ăn đồ giảm giá, ăn đồ giảm giá lại một chút quà con cho con của anh Duy đúng không nhỉ? Đấy, lại vợ của anh nữa, chắc là mua được mấy cái cóc xe với lại su chiêng chính. Rồi, bây giờ chuẩn bị vào trong xem Aeon này sẽ có những cái đồ gì hay ho đây. Tôi vừa mới vào trong Aeon, đầu tiên là thấy có một cái hãng Gap ở đây, xung quanh quần áo chỗ đồ giảm giá chán trước đã đói rồi đấy, mà đồ ăn thì rất là nhiều. Bây giờ chỗ này thì toàn quần áo thôi, mà anh em tôi phải vào cái khu đồ ăn trước để xem trong ấy có những cái gì đặc biệt. Duy ở phương xa nhưng anh vẫn rất nhớ đến về vợ con của anh. Hiện tại anh ấy đang tìm mua một số món sô-cô-la để về tặng vợ nhân dịp mà ngày trắng, anh ấy bỏ lỡ một ngày Valentine rồi, bây giờ ngày trắng anh nhất định anh sẽ không bỏ lỡ, đúng không anh Duy? Đang trong lúc mà đi mua sắm, anh em đói quá nên là mua tạm một cái bánh với lại mấy cái chỗ nước niếc các thứ để ăn chống đói, sau đó tí nữa sẽ đi quay lại siêu thị xuống dưới mua nhiều đồ ăn ngon hơn. Vâng, anh Duy là đấy ngon đúng không anh? Định mua giày cho con và vợ. Anh cảm thấy mấy đôi giày ở đây trông thế nào anh? Nó 2.000 yên thôi, anh thấy có vừa với túi của mình không? Được. Được đúng không? Đây còn bên cạnh đây là đang là su chiêng. Anh có định vào mua su chiêng cho vợ mình không? Không, thôi. Thôi không mua anh. Anh biết size của vợ mình là bao nhiêu không? Nhà quá nhiều. Nhà còn nhiều nữa. Duy đang mua một số quần áo cho bản thân mình. Anh thấy quần áo ở tiệm Gu như nào anh Duy? Rẻ. Hàng rẻ, vừa rẻ vừa đẹp đúng không anh Duy? Giá cả thì phải chăng? Vâng. Rất nhiều quần áo đẹp mà anh Duy đang tiếc tiền thì không bao dám mua. Khu này không chỉ bán quần áo mà giày dép cũng mua rất nhiều, những phụ tùng, phụ trang, phụ kiện cũng vô số. Anh Duy hiện tại đang xem một chiếc áo dành cho, chắc là cho con gái của mình đây. Trông nhỏ bé rất là xinh xinh. Giá khoảng bao nhiêu anh ơi? Xem chín. Khu vực quần áo mùa hè, t-shirt. Anh Duy đang hiện tại đang thử một số áo, mẫu áo ở đây trông cũng rất khá là bắt mắt, là giá lại rất phải chăng khoảng tầm 790 hoặc là 800 yên đã là mua được một quần áo như này rồi. Xem tiếp một đống quần áo xong thì hai anh em cùng mỗi người mua được 10 món đồ. Nói chung nó cũng nhìn rất là đẹp, vừa đẹp vừa rẻ, rất là chất lượng đúng không anh Duy? Đó là cái trung tâm mua sắm này, nó có rất nhiều các loại mặt hàng hay. Sau quần áo không thì giày dép cũng khá là rẻ. Đây có như kiểu giày của Nike, Adidas các thứ rất là nhiều. New Balance, Under Armour,
gọi là ở tất cả những cái cửa hàng của Nhật thì những cái trung tâm mua sắm của Nhật thì hàng hóa rất là tràn lan, nhiều thứ, các loại mẫu mã hàng hiệu các thứ nhiều. Khoảng thời gian khá nhiều, anh Duy đang tận hưởng thời gian của mình trong một cái chiếc máy massage tự động. Trông vẻ khá là sung sướng đúng không Duy? Ngoài massage tự động ra thì dưới này còn có cả một cái massage chân nữa. Nhật này xịn thật. Duy đang xem một số các đồ chơi trẻ con dành cho em bé của anh đúng không? Em ấy 3 tuổi rồi. Chắc 4 tuổi rồi chứ đúng không anh? Đây, rất nhiều các đồ hàng hóa trẻ con rất là trông rất đáng yêu. Mà giá cả như nào anh Duy, trông có đắt không hay là mặc đấy? Mặc phết đấy. Đồ trẻ con là mắc hơn cả đồ người lớn. Đây là những món đồ chơi Pikachu huyền thoại. Nếu chứ cô nào cũng thích. Thời tôi thì công nhận là Pikachu này là số 1 Pokemon tuyệt vời nhất luôn. Anh Duy đã tìm được gì cho con gái của mình chưa nào anh Duy? Tiếp qua anh mua Pikachu hay là Pokemon được, anh mua cái gì đây anh Duy? Sẽ nhìn nó quay này. Bây giờ còn chơi đồ hàng nữa anh, đúng một con gái có khác là Pikachu ấy, cái chiếc gì chứ. Đây có rất nhiều những cái hình tượng siêu nhân nhỏ nhỏ nhắn trông rất là xinh xinh. Năm anh em siêu nhân chẳng hạn đấy. Bên này còn có cả kiếm, gọi là kiếm ánh sáng của Star Wars nữa. Trông nhìn rất là tuyệt vời. Có tội con của anh Duy lại là con gái nên chắc là cũng chẳng chơi mấy cái đồ Star Wars này đâu chứ. Mình là mình chơi ngay đấy. Gì cho con anh, cho con anh Duy đây, anh Duy. Đây, anh chưa mua cái này. Anh định mua này cho con của anh à? Ừ. Anh chắc không? Chắc. Anh mua cho anh hơi bị nhiều ấy mà em chưa thấy anh mua cho vợ ấy vậy, cho con anh cái gì đâu ấy. Anh Duy mua gì đây? Đây. Cái này chắc không anh? Chắc. Mấy tiền hả anh? Ra tính tiền. Ra tính tiền thôi anh nhá, nhanh. Chắc chưa, khổ quá anh, nghĩ giờ anh mua bán đây hơi bị lâu rồi đấy. Nào ra tính tiền. Tính tiền này nhá. Ừ. Mấy tiền đây? 3.500 đúng không? Ừ. Yeah, Star Wars. Yeah. Anh Duy ơi, đi nhanh, không người ta mua hết hàng bây giờ. Nhanh anh ơi, không mua hết đùi của em. Hết đùi, hết thịt của em. Nhanh anh Duy ơi. Được rồi, được đường kia hả anh ơi? Được nào anh ơi? Tôi vừa mới thanh toán xong cái chỗ thức ăn này. Trông cũng rất là khá là nhiều loại các loại thức ăn. Cũng hết bao nhiêu tiền anh Duy nhỉ? Hơn 300.000 tiền Việt đấy chứ đúng không? Rẻ mà nên là được giảm giá, cái mức giá như thế này, còn không thì chắc là còn lâu cứ nằm mơ đi nhá. Thôi anh em mình về thôi, bây giờ là khoảng tầm 9 giờ rồi, em phải về nhà rất là nhanh, không thì sẽ bị sao anh nhỉ? Chén nó đói quá anh ơi, thôi về nhà anh ơi, về nhà nhanh.